Nếu như có một người phải ra về thì em nghĩ anh Huân là người ra về. Người xứng đáng nhất trong đội được ở lại chính là bản thân em. Còn nếu mà nói với em là một người nào đó mà xứng đáng để đi về trong đội của em thì em nghĩ là Nhã Uyên. Một người đồng đội tốt trong một cuộc thi như vậy phải là một người đưa ra được nhiều ý tưởng, chứ không phải là người chỉ biết làm những cái phần việc mà được đội giao cho. Em và Nhung là người xứng đáng để đi tiếp. Cái quan trọng của một người thiết kế đó là phải luôn luôn có ý tưởng và sáng tạo, chứ không phải là một người chỉ biết là làm theo người khác. Em tìm mọi cách để mà em trao đổi với mọi người, nhưng mà mọi người vẫn cố tình đẩy em ra. Đón xem tập 9 được phát sóng vào lúc 19h45 ngày 30 tháng 10 năm 2016 trên kênh HTV7.